Hello, xin chào các bạn. Chiều hôm nay mình phải đi thu hoạch chỗ quy bắp hay còn gọi là đại hoàng. Các bạn nhìn thấy không? Nó tốt mà mỗi một cái lá nó to hàng nửa mét vuông. Năm nay cái cây quy bắp nó phát triển kinh khủng bởi vì năm rồi mình trồng lại các bạn, thành ra là nó có không gian, nó có đất để nó phát triển. Nhà mình thì bây giờ ăn không hết rồi. Quy bắp thì có thể làm cho rất là nhiều món, làm bánh này, làm nước ép, làm canh chua là rồi kho cá, tất cả cái món gì rồi làm salad mình cho vào cũng được, làm nước sốt vân vân, rất rất là nhiều món. Nói chung là người Việt mình thì không biết ăn nhiều lắm, nhưng mà Tây người ta ăn cái món này nhiều hơn. Nhưng mà như nhà mình ấy thì mình hay dùng nó làm cho các món Việt, ví dụ là các là món canh chua, canh cá thì nhà mình bao giờ cũng phải có này, kho cá mình cũng hay cho nó vào. Và năm nay thì bắt buộc phải làm nước ép, làm jus đấy các bạn. Làm jus thì nó hết, nó sẽ tiêu thụ được nhiều hơn. Và nếu mà không hết thì các bạn hoàn toàn có thể để cất vào tủ đá nha các bạn, đến mùa hè mình cho mình pha nó ngon như chanh ấy, nó còn thơm hơn nước chanh nhiều và nhiều vitamin hơn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi thu hoạch nhá. Cách thu hoạch rất đơn giản, kéo một cái lá này thôi là xong này. Đấy, đây là cái cuộng, mình ăn cái cuộng này, cái lá này không ăn được, cái lá này độc nha. Đấy, thì chặt cái lá này bỏ đi này, như vậy được nguyên cái cọng dài. Tương tự các bạn thấy cái lá này nó khủng khiếp to. Trời ơi, cái này á, Tây nó bán đắt thật hết đó các bạn, chợ Tây á. Để làm nước ép mà ngon nhất đấy các bạn, vì cái vị của này là vị của quy bắp là nó chua chua thanh thanh, cho các bạn nên ép chung với táo hay các loại rau củ quả khác thì rất là ngon, cực kỳ là ngon. Còn nếu không ấy thì các bạn cứ ép riêng nó ra xong rồi các bạn pha như nước chanh ấy. Pha thêm với nước bình thường như nước chanh rất là ngon nha các bạn. Một cái dọc này á đủ một nồi canh chua rồi các bạn nha, to bự này mà. Còn nếu mà cất đi để nấu nướng thì các bạn hoàn toàn có thể cho vào chữ đông nhé, để nguyên cái dọc này cũng được, hãy cũng được. Còn nếu không cứ để nguyên cái dọc này, ví dụ các bạn áng chừng một nồi canh chua các bạn cần một cái dọc này thì các bạn cứ cất nguyên vào, đến lúc mà các bạn lấy ra các bạn thái cho vào nồi canh chua, rất là đơn giản. Rồi thì mỗi cây mình để lại một lá hai lá thôi các bạn, không cần để nhiều đâu. Và đây một cái bụi thứ nhất mình được một bó như thế này nha. Cái bụi trong này các bạn nó lên một cái cành hoa to bự bư, mình sẽ chặt bỏ này. Rồi,
Ừ, cái cành hoa to khủng khiếp thế này không ạ? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thu hoạch cái bụi này. Bụi này nó còn to hơn bụi vừa rồi. Nói chung là mỗi nhà chỉ nên trồng một bụi thôi, chứ nhà mình là trồng nhiều quá nha các bạn, không hết đâu. Bụi thứ nhất thì các bạn thu hoạch xong rồi thấy để hai lá mà nó dài quá, nó cứ đổ ngả ngơn, thế là bóc tiếp chỉ để một lá thôi. Bụi này bóc tiếp vì nó dài quá ấy các bạn, cứ để này một tháng nữa này lại lên cái mầm này, nó lên tiếp cứ để là nó cứ ngả ngơn. Vậy là mới thu hoạch được có hai bụi mà nguyên một sọt rồi. Trời ơi, mấy ký rồi các bạn. Quá nặng rồi. Thì cái bụi kia chắc là để ai đến thì cho, chứ nhà mình không ăn hết, không kể cả là ép nước uống cũng không có hết được ấy. Ôi trời. Xin khoe với các bạn những cái dọc quý báp của mình đây. Làm nước ép nha các bạn, hôm nay bắt buộc phải làm nước ép rồi, cho vào máy ép thôi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video, xin chào và tạm biệt các bạn nha.